Chào các bạn, mình đang có trên tay chiếc Xiaomi drone. Đây là chiếc máy bay mà hôm nọ mình vừa trên tay các bạn xem. Nhưng mà khi đó thì mình đang ở một cái vùng cấm bay và nó không bay được. Hôm nay mình đã di chuyển ra khỏi vùng cấm bay và nó đã bay được. Thì bây giờ mình sẽ nói chi tiết cách kết nối để cho nó hoạt động cũng như là để điều khiển cái máy bay này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước để kết nối cái điện thoại với cái drone này. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải cần phải tải một cái ứng dụng mà hôm qua mình có nói là các bạn quét cái mã QR ở trong cái tờ đi theo cái hộp máy, thì các bạn sẽ tải được cái ứng dụng này về ở trên App Store hoặc trên cửa hàng Google Play. Khi đã có cái ứng dụng này thì bạn cần phải vào phần setting của điện thoại, kể trên Android cũng trên iOS, để bạn bật cái chức năng là điểm truy cập Wi-Fi, tức là personal hotspot. Bạn bật nó lên. Rồi và sau đó thì bạn kết nối cái điện thoại với lại cái tay cầm này qua cái dây kết nối Lightning hoặc là dây micro USB. Khi mà bạn cắm cái dây ở trên iPhone vào cái tay cầm này, nó sẽ yêu cầu bạn là có tin tưởng cái thiết bị hay không, thì bạn ấn vào tin tưởng. Và sau đó thì bạn bật cái drone này lên. Mình sẽ bật lên. Rồi khi bật lên thì cái đèn nó sẽ hiện và nó sẽ kêu 4 hoặc 5 tiếng như thế để báo hiệu là cái thiết bị nó được bật. Rồi bên đã bật phần khởi động xong, thì bây giờ mình sẽ vào cái phần wifi và mình chọn cái mạng wifi mà nó phát từ cái drone ra. Chờ một lúc thì các bạn sẽ thấy một cái mạng wifi nó hiện lên ở đây, tên là MiCam gì đó, bạn bấm vào nó kết nối. Ở trên Android cũng sẽ thực hiện tương tự của các bước này, thì các bạn sẽ kết nối thành công. Và khi mà ra ngoài thì các bạn sẽ thấy cái biểu tượng là cái personal hotspot đã có một cái thiết bị truy cập như vậy đã thành công. Và bây giờ thì mình sẽ vào cái ứng dụng này. Ứng dụng có tiếng tàu mình không biết đọc nó là gì. Và mình ấn vào kết nối, thì nó sẽ ấn vào nút bên này. Nếu mà nó kiểm tra có bản cập nhật firmware mới thì nó sẽ tải về, còn nếu mà không nó sẽ tự động nó kết nối. Rồi khi mà kết nối xong thì các bạn sẽ thấy ở đây là cái nút này nó sẽ hiện thành màu trắng. Trước đây nó là màu đỏ, cái nút này là nút để tự động bay hoặc tự động đáp xuống. Nếu mà chúng ta lỡ mà chúng ta chưa quen dùng. Mình sẽ nói một chút về cái vùng cấm bay ở Việt Nam hiện tại thì chính phủ người ta đã thiết lập những cái vùng cấm bay ở Hà Nội như ở những cái thành phố lớn để tránh cho cái máy bay này hoạt động ở những cái khu vực nhạy cảm, khu vực gần sân bay. Thì để biết được mình đang ở vùng cấm bay hay không thì bạn cần tải một ứng dụng, ví dụ như ứng dụng Drone Buddy này ở đây. Bạn sẽ tải nó từ App Store và bạn vào. Thì ở đây nó sẽ hiển thị những tất cả những thông tin cần thiết. Ví dụ như là thời tiết hôm nay này, rồi hướng gió này, ví dụ như hướng gió đây đang là 9,9 km/h, kéo xuống dưới cùng thì các bạn sẽ thấy một cái bản đồ nó hiện là no fly zone, tức là đây. Thì hầu như các quận trung tâm Hà Nội đều là vùng cấm bay. Thì các bạn sẽ thấy trong cái vòng tròn màu đỏ này đều là vùng cấm bay. Và bây giờ mình đang ở cái vùng ngoài này thì mình có thể bay được. Rồi ok, như vậy là mình hướng dẫn các bạn là cách để kiểm tra có đang vùng cấm bay không hay thôi. Còn bây giờ thì để bay lên, bắt đầu bay thì chúng ta chỉ bấm này nó bay. Còn ở trên cái màn hình giao diện này thì mình giới thiệu một chút, một toàn bằng tiếng Trung. Đây, khi bấm đây nó sẽ lên cái màn hình là camera. Đó, tự động nó chụp. Tức là các bạn sẽ cần phải có một cái thẻ micro SD để gắn vào trong cái camera. Còn bên này thì sẽ là các nút để chụp ảnh, quay phim. Đây là nút chụp ảnh, chuyển lên nút quay phim. Đây là những cái tùy chọn, các bạn không quan tâm đến cái tùy chọn này lắm vì nó tiếng Trung Quốc. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho nó bay lên cho các bạn xem. Rồi mình đã thử cho nó lên được. Thì đây là các cái nút điều khiển của nó. Điều khiển hướng, bên này điều khiển độ cao thấp như là sang trái sang phải, quay sang trái sang phải. Rồi camera, các bạn thấy đây camera đang quay hướng mình. Rồi. Bây để nó xuống mặt đất, tắt thì các bạn chỉ việc gạt này nó xuống theo chiều thẳng đứng xuống dưới. Quay lại đi. Rồi bây nó đang xuống. Mình sẽ chỉnh cho nó vào mặt đất.